Hello, hello, Dậm xin mến chào quý vị khán giả nha. Chào mừng lại gia đình đã đến với kênh YouTube Kể Chuyện Ngọc Family Channel. Lời nói đầu tiên xin Dậm được mến chúc sức khỏe và chúc quý vị một ngày mới thật là nhiều niềm vui nha quý vị. Thì ngày hôm nay em xin phép gửi đến quý vị một cái lời tâm sự mà có rất là nhiều người đàn ông lúc nào cũng tò mò và muốn biết. Muốn biết cái gì đây về một người phụ nữ? Đã là một người đàn ông rồi thì chắc chắn phải xem hết clip này quý vị ơi. Clip này rất là hay và bổ ích dành cho quý ông. Dấu hiệu dễ dàng nhận biết. Chỉ cần 4 dấu hiệu này thôi nha quý vị. Mình sẽ có thể nhận biết được ruộng của đàn bà mới vừa cày xong. Nghe nó lạ quá ha quý vị. Dạ đúng rồi, quý vị không có nghe nhầm đâu ạ. Ruộng của người đàn bà mới vừa cầm cày xong. Thì đây là một cái video mà có thể nói rằng không có một người phụ nữ nào dám nói ra cái điều này. Em là một người phụ nữ khá là can đảm, dám chia sẻ, dám nói và dám làm những điều mà em đã nói và em đã có kinh nghiệm thì em mới dám nói ra. Thì em biết rằng ở đâu đó cũng có nhiều người lúc nào cũng tò mò và muốn biết nhưng không biết ở đâu tìm Google, ở đâu để mà search ra. Thì ở đây em đúc kết từ kinh nghiệm của bản thân để giúp cho các anh có cái nhìn nhận nhanh nhất để mà biết được khi nào người phụ nữ của mình là có những cái dấu hiệu này là mình sẽ biết là cô ấy đã ngoại tình. Tại sao vậy? Tại vì người đàn ông khi mà người ta đi ra ngoài, người ta ngoại tình thì phụ nữ người ta phát hiện ra liền. Nhờ vào những cái đặc điểm mà dễ nhận dạng, ví dụ như cái mùi hương nước hoa trên cái áo của anh ta, hay là một cái son môi trên cái áo, thì mình biết là chồng của mình đã ngoại tình, hay là có những cái dấu hiệu khác nữa. Nhưng để mà phát hiện ra cái người phụ nữ mới vừa ngoại tình, lén lút bỏ chồng bỏ con đi ra đường gặp nhân tình để mà ngoại tình, thì người phụ nữ người ta giấu rất là kỹ, kín đáo lắm, cho nên là đàn ông sẽ không bao giờ biết được. Đó, cho nên là có rất nhiều anh chồng có những cô vợ đẹp, ham lấy vợ đẹp, vợ trẻ, nhưng mà lại ghen bóng, ghen gió, không biết là khi nào vợ mình ngoại tình. Và có thật sự cổ ngoại tình, cổ hết yêu mình, cổ đi lén lút ngoài nhân tình, cổ hoàng ngoại tình hay không, hay là mình chỉ là hiểu lầm thôi. Thì đây là những cái dấu hiệu và chắc chắn rằng đã là một người đàn ông thì nên xem clip này quý vị ơi, rất là hay. Thế thì 4 cái dấu hiệu đó là 4 cái dấu hiệu gì? Thì bây giờ em không làm mất thời gian quý vị nữa, mình cùng vào chủ đề chính ngày hôm nay nha quý vị. Vô, bây giờ em nói quý vị nghe nè. Người phụ nữ á, ngộ lắm, người ta ngoại tình á, hay còn gọi là ruộng mới vừa cày xong quý vị. Thì á, nhìn chung đàn ông mà tìm cách nào cũng không có biết. Tại vì người phụ nữ người ta biết ngụy trang, người ta biết cách để che đậy hay hơn. Mà khi về nhà người ta tươi lắm, tươi tỉnh đồ. Chồng con đâu có hề hay biết. Thấy về nhà vợ hiền, mẹ hiền, vợ ngoan thì đâu có ai biết được. Nhưng đàn ông khi mà đi ra đường ngoại tình rồi về hàng học với vợ con, không có cười tươi, rồi có những cái biểu hiện nạt nộ, la lối ôm sòm, là chị em phụ nữ biết liền. Cho nên là đây là những cái dấu hiệu đặc biệt nha. Ruộng của một người đàn bà mới vừa cày xong. Ruộng là cái gì? Thì mỗi một người phụ nữ thì mình định nghĩa sơ sơ về ruộng đi ha, để cho các anh dễ dàng hình dung đi. Ruộng ở đây là mình nói về một cái miếng đất xéo mà hầu như nhà nhà người người phụ nữ ai cũng đều có cái miếng đất xéo. Thì có những nơi trồng cỏ nhiều và có những nơi không có cỏ đó, tùy theo mình thích cỏ nhiều thì mình để, còn mình thích cái vườn mình trắng không có cỏ thì mình lấy cái máy cắt cỏ mình cắt sạch bách luôn, đúng không ạ? Tùy theo cái sở thích của mỗi người. Thì khi mà người phụ nữ này á, người ta lén lút chồng con để mà đi ngoại tình thì có ông trời biết được. Thì đây là 4 cái cách nha quý vị. Cách đầu tiên mà mình dễ dàng nhận biết nhất mà ai cũng có thể biết được, đó là dựa vào cái mùi. Cái mùi ở đây có nghĩa là khi mà mình, ví dụ như bây giờ mình có một cái đồng cỏ đi, nó mới vừa cắt cỏ xong đi ha. Có một ai nè, mình không có cắt cỏ cho cái ruộng mình, bỗng một ngày tự nhiên có thằng nào nó ăn ở không, nó rảnh, nó đi vô cái ruộng của mình, nó cắt hết cỏ của mình luôn, là mình biết liền, nhìn một cái là biết. Ai vào đây cắt cỏ của tôi đây.
Đó là dấu hiệu đầu tiên. Coi bộ là mình phải canh chừng cái đám cỏ này cho thật là kỹ. Mình để nó như gừng Amazon mà bỗng một ngày nó cắt không còn một cọng. Dấu hiệu thứ hai. Thứ hai là gì? Là mình phải nhìn vô cái hình dáng của nó. Cái hình dáng ví dụ như là mình có sở hữu một cái, có một cô nàng có sở hữu một cái miếng đất xéo mà cái ruộng nó như vậy, rồi tự nhiên bỗng một ngày đi về thấy cái ruộng tự nhiên nó bị lủng một cái lỗ. Trời ơi, ai làm? Đó chính là dấu hiệu nhận biết thứ hai. Dễ quý vị ơi. Dấu hiệu thứ ba là gì? Mình sẽ dựa vào cái này là một cái đặc điểm quan trọng đây. Thứ nhất là mùi, thứ hai là hình dáng, thứ ba đó là cái kiểu của cái ruộng mà bữa nay nó như vậy, bữa mai nó như vậy, thấy không? Đó, dấu hiệu dễ dàng nhận di dựng dạng lắm nha. Dấu hiệu cuối cùng đó là cái ruộng nó cần nghỉ ngơi. Đó, chứ bây giờ mà khều khều kêu là phải cày ruộng thêm thì không thể nào, cho nên là phải nghỉ ngơi. Đó chính là những cái dấu hiệu mà dễ dàng nhận biết nhất, ai cũng có thể làm được nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã xem clip của em nói chuyện tứ tếu cho vui thôi, nhưng mà nửa thật nửa thiệt nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.